Ly Kim Cương công khai tình tứ trai đẹp sau khi chia tay Trịnh Thăng Bình. Dù được Trịnh Thăng Bình sáng tác riêng bài hát solo, Ly Kim Cương lại chọn một trai đẹp vừa lạ vừa quen đóng cặp trong MV mới. Mới đây, Ly Kim Cương đã cho ra mắt sản phẩm solo mang tên Càng Biết Càng Đau. Đây là một sáng tác của Trịnh Thăng Bình nên từng nốt nhạc, ca từ đều được anh Donny đóng giày cho bạn gái cũ Ly Kim Cương. Càng Biết Càng Đau cũng đánh dấu màn hợp tác lần đầu tiên giữa nữ ca sĩ và nam diễn viên điển trai Trần Ngọc Vàng, nên ngay từ khi hé lộ, không ít khán giả đã rất nóng lòng chờ đợi bộ đôi vàng, Kim Cương. Ly Kim Cương và Trần Ngọc Vàng trong MV mới. Mở đầu MV Càng Biết Càng Đau là phần cảnh nữ ca sĩ trở về bất ngờ sau chuyến công tác và bắt tại trận, bạn trai thắc loạn tại nhà. Căn biệt thự rộng lớn và sang trọng nay hóa thành nơi hoang tàn sau cuộc chơi bời tới bến giữa bạn trai cùng nhóm bạn. Khoảnh khắc Trần Ngọc Vàng được bao vây bởi rất nhiều người đẹp, chân dài trong trang phục underwear nóng bỏng khiến người xem hiểu vì sao Ly Kim Cương phải đóng mắc 16 cộng cho MV. Nếu như trước đó, teaser MV mang đến hình ảnh bạn trai cưng chiều Ly Kim Cương hết mực khi sắm sửa siêu xe, hàng hiệu thì khi thưởng thức trọn vẹn MV Càng Biết Càng Đau, tất cả mới ngã ngửa thì ra đây chỉ là cú lừa. Từ quần áo, túi sách, siêu xe cho đến căn biệt thự mà cả hai đang ở đều là của Ly Kim Cương dành tặng bạn trai. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với hình ảnh nóng bỏng, gợi cảm. Ca khúc mới của Ly Kim Cương do chính tình cũ Trịnh Thăng Bình Donny đóng giày cho giọng hát của cô. Sau khi biết bộ mặt thật của người mà mình từng yêu, Ly Kim Cương đã đốt sạch toàn bộ những món hàng hiệu đắt tiền khiến chàng trai phải sợ hãi van xin tha thứ. Tuy nhiên sau đó, trong giây phút yếu lòng, Ly Kim Cương giống như đã bị anh chàng thao túng tâm lý, dẫn đến quyết định cho chàng trai một cơ hội. Tưởng chừng như sau tất cả, cô có thể thay đổi được bản tính ngựa hoang của bạn trai. Nhưng biểu cảm của anh chàng ở những giây cuối MV làm nhiều người tò mò và đặt nghi vấn về việc Càng Biết Càng Đau sẽ có phần 2. Càng Biết Càng Đau là dự án âm nhạc cá nhân đầu tiên của Ly Kim Cương sau 3 năm kể từ ca khúc Nói Hết Lòng Mình. Chính vì vậy, nữ ca sĩ cùng ekip đã đặt rất nhiều công sức và tâm huyết để mang đến cho khán giả sản phẩm chất lượng nhất, được thu âm với những kỹ thuật phòng thu hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay. MV Càng Biết Càng Đau đã được lên sóng trên kênh YouTube của Ly Kim Cương và đồng thời được phát hành trên mọi nền tảng âm nhạc.